Và từ đây có thể nhìn thấy cầu Cần Thơ tít đằng xa. Chào buổi sáng cả nhà, và hiện tại mình đang ở trường tiểu học Võ Chuyên Toản. Kiên Đu, Kiên Ha Gia. Ủa đá dòng thành hả? Đúng không? Có đâu. Rồi, trời. Sao? Chân ổn áp rồi chứ hả? Ờ. Ghê trời. Sáng nay biểu diễn được mà. Nay biểu diễn múa máy đồ dữ ha. Nay đó đội nào đi? Hello anh em, hiện tại là mình đang ở Cần Thơ và đang ở khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ. Hôm nay mình sẽ ở đây. Và chuyến đi ngày hôm nay của mình là xuống Cần Thơ có một chuyến lưu diễn cùng với lại mấy anh em Sài Gòn Team, Nguyễn Hải Lam, Phạm Văn Long. Đó, anh em được dịp đi Cần Thơ biểu diễn cho sự kiện của Cool Siêu Phàm, của sữa Cool nha anh em. Giờ thì check in khách sạn. Wow. Quá đã. Lần gần đây nhất em về Cần Thơ là khi nào lâu? Em sự kiện gì quên mất. Lâu quá rồi đúng không? 2-3 năm. Trời ơi. Ừ, hỏi em nè, bữa Lam mới xuống Cần Thơ. Lần gần nhất rồi đây đúng không? Hình như là tuần trước. Tuần trước. Tuần trước là xuống đây rồi diễn sự kiện của Quang Hải. Đây, đã lên tới tầng 17. Và phòng của mình là 1708. Ok, sau khi mở cửa xong. Tốn nửa tiếng mở cửa. Sao kìa nè, tốn nửa tiếng mở cửa đi. Đây coi đá banh được nè. Một cái gương nữa rất lớn ở đây. Wow. Và từ đây có thể nhìn thấy cầu Cần Thơ tít đằng xa. Ghê không? Chà, nãy Long nói mới để ý. Bên đây là có nguyên cái cảng luôn. À, cầu phố đi bộ, cầu đi bộ. Nè. Cầu xa xa nè. Ừ, đây. Đó, con Hà. Thấy cái hồ bơi ở đã. Hồ bơi cạnh hồ bơi. Miền Tây hả? Miền Tây đá banh thì chắc cũng đá sân futsal 5 người giống như Sài Gòn thôi. Nhưng mà mình biết một điều là sân 7 ở miền Tây đá có luật việt vị. Dưới 10 mét là tính việt vị, còn trên 10 mét không. Mà không biết phải 10 mét không? Nhớ là 10 mét thôi. Còn lại thì dân miền Tây rất là đam mê futsal. Nếu có dịp thì sẽ ở đây làm những cái review clip về đá banh futsal đây cho mọi người xem. Đây là quả bóng Cool, có hình của Thơ Nguyễn. Lấp lánh những ngôi sao đỏ, xanh, vàng, hồng. Oh, đẹp đó ta. Một quả khác, Lam đang ngồi bơm. Và đây là cái đồ bơm banh nãy giờ Lam bơm banh của Monten. Made in Japan. Xịn sò. Và Hải Lam đang ngồi luyện công đằng kia. Ghê thiệt. Top Histon đồ. Đang ra ngắm cảnh. Tắm bơi một cái. À, em bơi cái hồ bên kia kìa. Cái hồ có nhà anh giữa. Đúng rồi, em bơi ở hồ. Hồ có nhà anh giữa. Cái hồ này thì ở khách sạn Mường Thanh thì có cái hồ bơi rất là lớn đây. Ở đây cho mấy cố nhà anh giữa được á. Long thì bên kia. Ở khách sạn trên này đeo. Hồ bơi đẹp lung linh. Chân mình bị chấn thương nên thành ra đang trong thời kỳ hồi phục thì xuống hồ bơi là rất là tốt. Cái chân trầu mình đi. Không sao, bước xuống nè, bình thường nè. Chân mình lúc này là được 6 tuần sau mổ dây chằng chéo trước nha anh em. Yo! Ok. Rồi vậy ok rồi. Đố anh em làm được giống vậy đó. Yo. 1 2 3 4. 4 cái. Long có khá hơn không? Em hơn. Sao? Bây giờ làm nó được anh đi. 1 2 3 4.
Oh, oh, oh. Yeah. Cái. Yeah. Nguyễn Hải Lan top hit đi dưới nước. Cũng ok. Ok á. Rồi, chào cờ, anh em đứng lên chào cờ. Có lên. Rồi, đi, rồi, vô chào cờ. Tôi ngồi đây coi chứ. Đi, đi, lên đây chào cờ. Lên đây, 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 đây. Rồi. Vô, miễn sức bài cho thấy tiếng Vinh rồi. Cơ vơ, bước trên rồn, vang trên ngập nghìn xa. A few moments later. Yeah, 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 yeah. Tình hình là đội tuyển Việt Nam vừa ghi bàn và đó là Tiến Linh. Ở đây cũng có hai Tiến Linh. Tiến Linh. Tiến Long và Tiến Lam. Yeah, Tiến Long và Tiến Lam. Yeah. Bấm vô cái. Bấm qua đầu. Trời ơi. Trời ơi.
mới hoàn thành sự kiện cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày tại trường tiểu học ở Trường Toản. Và nhân dịp mà mình đi Cần Thơ thế này thì vô tình Đinh Thành Sai Ca cũng đang ở Cần Thơ và đá một giải đấu tại Cần Thơ luôn. Một giải đấu gọi hàng đầu của Cần Thơ lúc bấy giờ luôn, vẫn đang ở Mường Thanh. Và mình sẽ qua sân Đại học FPT, là giải đấu diễn ra trường Đại học FPT, để coi Đinh Thành đá trận banh này nha. Đại học FPT Cần Thơ. Và trận banh giống kia. Mọi người đang đông, dã man. Xe cũng nhiều, dã man. Ê, Kiên Đu, Kiên Hai Gia. Ở đá Dòng Thành hả? Đúng không? Có đâu? Đá Dòng Thành hả? Ở chia đá rồi nào? Dạ có anh. QD. QD. À, đá xong hả? Có làm khai mạc không? Không. Không hả? Về hả? Về. Rồi, rồi vậy thôi gặp sau nha. Chiếm Dòng Thành hả? Hello. Trời. Sao chân ổn áp rồi chứ hả? Ừ. Ghê trời. Nay sáng nay biểu diễn được mà. Nay biểu diễn múa máy rồi dữ ha. Nay đó đội nào đi? À, bến xe hả? Ừ. À, bến xe có. Ok. Hay quá, có duyên gặp dưới đây đó ta. Có gì nữa. Có duyên hả? Vô duyên thành có duyên luôn. Ok, chào chung. Xuống nào? Hả? Xuống nào? Xuống 2-3 hôm rồi. Rồi, tháng mới với bạn nè. Xuống quẩy nát. Đâu, ghé đây coi đội đá thôi. Sáng xong nhiệm vụ rồi. Anh đi chụp em. À, ok ok. Đợi đợi tí. Xin chữ ký không? Phan, có Phan kìa bộ. Thành đã vô sân thay đồ chỉnh chu đẹp đẽ. Có giày luôn. Tên này đội gì anh? Nike Elite. Nike Mercurial Elite đúng không? TF hả? Em thấy anh gần đây mua nhiều đôi giày mới lắm rồi, mà sao vẫn mang đôi này? Đây lâu lắm rồi hả? Đôi này lâu mà. Đợt năm ngoái đi Cần Thơ. Phải. Tính ra đôi này cũng 2 năm. Phải đóng 2 năm. Rồi có tìm được đôi nào mới chưa? Chưa. Tìm thì nhiều nhưng mà chưa thấy đôi nào mà cảm giác mà hên may mắn như là đôi này. Vậy là tóm lại là đá banh là sẽ có một đôi giày ruột nha này. Ừ, có một đôi giày ruột để thi đấu. Yeah. Ok. Rồi đi miền Tây nhiều quá. Vĩnh Long rồi Cần Thơ rồi Tiền Giang đi chùm miền Tây. Đây là Đinh Thành Sái Ca chùm miền Tây luôn nha anh em. Rồi thôi, hy vọng là anh sẽ đấu tốt hôm nay nha. Cảm ơn thầy nha. Ok. Rồi chờ xem nhé.
chuyến đi rất là đáng nhớ. Đã có lần đầu tiên mình biểu diễn trở lại sau 6-7 tuần phẫu thuật dây chằng chéo trước. Mình chưa làm được nhiều động tác gì khó hay là mang tính chất mạnh hơn, phức tạp hơn. Nhưng mà với mình đây là một điều mình cảm thấy rất là vui. Mình thấy được cái sự hồi phục của mình dần dần sau chấn thương. Và mình thấy rất là tuyệt vời khi mà đã có một tiết mục biểu diễn rất là tốt và hoành tráng tại Cần Thơ cho những người bạn, những người mà bạn nhỏ tại sự kiện Cùng Quân Làm Việc Tốt Mỗi Ngày tại trường tiểu học Võ Trinh Toán. Cũng nhờ có sự góp mặt của Long Lam thì hai anh em hỗ trợ mình rất là nhiều trong việc biểu diễn này để có một cái tiết mục thật hoành tráng. Yeah. Và vô tình gặp Đinh Thành dưới đây, coi Đinh Thành đi đá banh đá giải nữa. Và nếu anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye.